bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Chuyện con bò trong tòa Trong phiên tòa xử tịnh thất bồng lai ngày 20 tháng 7 Luật sư Âu Quang Phục, người được gọi là bảo vệ cho bị hại Trần Ngọc Thảo Tức ông Thích Nhật Từ đã đặt một vấn đề với những người ở tịnh thất bồng lai Trước mặt phiên tòa, điều mà ai nấy đều phải ngỡ ngàng nếu như bây giờ tôi nói chúa ngu như bò thì các ông thấy sao? Luật sư phục đưa ra câu hỏi này bởi đơn tố cáo vì cho là bị xúc phạm của ông Trần Ngọc Thảo nói rằng thành viên của Tịnh thất Bồng Lai đã phát biểu nói thích Nhật Từ ngu như bò, tức giận do bị so sánh với con bò nên ông thích Nhật Từ đã làm đơn khởi kiện nói bị xúc phạm danh dự cá nhân. Thế nhưng Câu hỏi được đặt ra mang tính đối chiếu của luật sư phục khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng, thậm chí phải bật cười vì sự ấu trĩ và phải nói rõ ngu xuẩn về trình độ. Vì Chúa Giêsu không hề liên quan gì đến câu chuyện ở đây, nhất là với những người trong tịnh thất bồng lai. Nhưng câu hỏi kém cỏi của luật sư phục cũng có thể đáng bị đặt vào tình trạng bị khởi tố theo điều 116 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, điểm C, gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị xã hội Chuyện cố ý đưa Đức Chúa Giêsu vào trong nội dung này chính là mang tính xúc phạm vô cớ vì nhân vật Chúa Giêsu không liên quan đến vụ án và không thể hiện bất kỳ sự suy luận nào cho việc nói ông thích nhật tử ngu như bò ngoại trừ khi ông thích nhật tử tự coi mình ngang hàng với Chúa. Cần nói rõ là nội dung quyết định ở đây đang được cân phân giữa ông Thích Nhật Tử và con bò là hai thực thể rất rõ ràng. Vấn đề là phía bị hại cần phải xác định rằng con bò có những điểm xấu như thế nào mà người ta so sánh với mình khiến mình cảm thấy bị xúc phạm kể cả với chuyện ngu ở mức nào được so sánh với con bò. Tuy vậy, Việc so sánh một con người với một con vật đó là chuyện thường tình, mang đầy tính văn hóa dân gian vẫn diễn ra trong xã hội. Ví dụ, người ta vẫn so sánh anh A làm việc chăm chỉ như một con ong, hoặc anh B suốt đời cặm cụi như một con kiến. Trở lại câu hỏi rất bò của luật sư Âu Quang Phục chắc chắn sẽ không ai ở phiên tòa xử tịnh thất bồng lai buồn nghĩ gì cả vì câu chuyện này không liên quan với vụ án hơn nữa câu hỏi này đầy tính khiêu khích thể hiện chủ trương thù hằn tôn giáo ông trần ngọc thảo thích nhật từ trong các bài giảng của mình cũng đã có rất nhiều lần vô cớ công kích chúa giêsu và nội dung của tín ngưỡng công giáo thế nhưng phía công giáo đã đối xử với ông không khác gì người lớn thấu hiểu nhìn thấy đứa con nít cứ chọc chòi bám đít làm cách gây khó vì vậy không loại trừ là luật sư của ông thảo cũng đã được hướng dẫn cách trình bày quan điểm so sánh tín ngưỡng như vậy ở các phiên tòa này dĩ nhiên trình bày kiểu như vậy thì rất bỏ bài viết của nhạc sĩ tuấn khanh hình ảnh trên video là luật sư bỏ quang phục.